4 tiếng rồi mình chưa mua sắm gì cả. Phải mua gì đó thôi. Nhưng mấy món này chán quá đi. Mình có hết trơn rồi. Liệu mình có thể tìm được món gì đó độc đáo ở đây không? Mình có 10 cái này luôn. Người giúp việc của mình thì xài mùi nước hoa này nè. Trang sức kim cương thì sao? Mấy viên kim cương dưới 500 carat chỉ dành cho người nghèo thôi. Này, cẩn thận. Chị có biết chiếc vương miện này trị giá bao nhiêu không? Nếu làm vỡ chị phải trả tiền đó. Đây là vấn đề với mình sao? Ồ, xin lỗi. Em biết chị thích món gì rồi. Đây là mẫu thực tế ảo VR mới nhất. Và nó có gì đặc biệt không? Một trò chơi có 102 trong này đấy. Mang nó qua đây cho mình. Bạn sẽ chìm trong một thế giới hoàn toàn khác. Mong là thật. Ồ, từ khi sinh ra đến khi chết đi chỉ trong 24 tiếng. Đây là trò chơi sao? Bắt đầu nào. Ôi, trong này tối quá đi. Hít thở sâu nào em yêu. Anh ở ngay đây nè. Tiếp tục rặn đi. Đau quá. Em yêu, em sắp bẻ gãy tay của anh rồi đấy. Tốt hơn là mình nên tìm vài món đồ chơi giảm stress. Chú sóc dễ thương này sẽ giúp em bình tĩnh lại. Xin chúc mừng, là một bé gái đấy. Em yêu, giỏi quá, em làm được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Xin chào, thiên thần của mẹ. Đặt tên con là Lucy nha. Là mình sao? Mình chưa từng thấy chuyện như vậy trên đời. Mình sẽ mua chiếc kính này và bắt đầu chơi trò chơi. Rất vui vì chị thích nó. Để em tự làm. Trong lúc chờ đợi, chị sẽ chơi game tiếp nha. Con gái nhỏ của mẹ hiếu động quá. Chắc con bé sẽ trở thành vận động viên trong tương lai thôi. Con yêu, con có vui không? Sao nhỏ xíu vậy ta? Kỳ lạ thật, con bé đang nhìn gì vậy? Mình có nhiệm vụ, không để mẹ đặt mình vào nôi. Đơn giản thôi. Lucy, con đi đâu vậy? Chờ đã, đừng bò xa mẹ quá chứ con. Mẹ không bắt được con đâu. Ôi, giật cả mình. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm nha. Ôi, mình sợ con bé lớn lên sẽ rất nổi loạn đây. Thư giãn nào Vicky, mình có thể xử lý được. Con bé chắc chắn không thoát khỏi tay mình đâu. Được rồi, con vui chưa? Đến lúc nghỉ ngơi rồi đấy. Đừng có trốn mẹ nữa. Và bây giờ mẹ sẽ đi làm bữa tối ngay đây. Dù gì mình cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mẹ đi rồi hả? Đến lúc làm nhiệm vụ mới rồi. Mình nên ra khỏi nôi thôi. Cao quá đi. Được rồi, bây giờ thì nó quá nhỏ với mình. Wow, mình thích thiết kế nội thất mới này nè. Con yêu, đến giờ đi học rồi. Mau thu dọn đồ đạc đi, nếu không sẽ trễ đấy. Dạ, dạ. Vậy mình nên tìm những món đồ nào đây? Chà, bắt đầu thôi. Ô, chào Steve. Đây là sách giáo khoa mình cần. Mình phải làm gì nếu không có tiền tiêu vặt? Bây giờ chỉ cần tìm ra món đồ cuối cùng thôi. Tốt hơn là mình nên đặt hộp bút chì ở nơi thật nổi bật. Được rồi, sách đây, tiền đây. Và cả cái này cũng ở đây luôn. Cô Ross không nên cho mình điểm ép mới phải. Wow. Ồ, Lucy, cậu đang mặc gì vậy? Không hiểu sao cứ trưởng thành không đúng lúc nhỉ. Không có thời gian để thay đồ luôn. Tiện thể thì cậu giới thiệu bạn mới của cậu với mình đi. Ha ha. Cậu ấy đang nói gì vậy? Một cục mụn. Mình quên mất là đến tuổi dậy thì sẽ như thế này. Tuyệt vời, không nhìn thấy nữa. Cũng khá dễ thương đấy. Nó quá là dễ thương luôn. Mình không muốn trở thành một cô gái nhẹ nhàng đâu. Để xem chiếc tủ ma thuật của mình còn gì nữa không nào. Mình thấy bộ này thoải mái hơn nè. Wow, không ngờ Lucy thật xinh đẹp và ngầu như vậy nha. Đến lúc trở thành nữ hoàng của nơi này rồi. Chúng ta sẽ rất đẹp đôi đó. Lựa chọn gì đây? Học hành chăm chỉ và trở thành học sinh xuất sắc? Hay là trốn học và vui chơi? Mình không thể lãng phí tuổi trẻ vào việc học hành được. Sao mình lại đến được đây nhỉ? Thả tôi ra, không phải là lỗi của tôi đâu, tôi thề. Ồ, bạn tù mới hả? Dây chuyền của cô em được đấy. Anh nghĩ là em nên đưa nó cho anh. Đây có phải là hậu quả cho sự lựa chọn của mình không? Ôi, tất nhiên là mình muốn bắt đầu lại rồi. Phew, may mà trò chơi có tính năng này. Dù sao thì mình cũng sẽ học hành chăm chỉ. Lucy, một lời nhắn từ Andrew. Nói gì nhỉ? Cậu sẽ đi chơi với tớ chứ? Cậu ấy dễ thương thiệt. Sao lại không chứ? Thứ bảy tuần này đi xem phim nha. Tuyệt vời. Ba mẹ ơi, con về rồi. Ôi, cục cưng của mẹ, con về rồi hả? Con muốn ba mẹ gặp người này. Đây là Andrew, xin chào hai bác. Con yêu, ba mẹ phải làm gì?
Ủa, chuyện gì xảy ra với ba mẹ vậy? Muốn lấy gì thì lấy luôn đi. Mẹ à, tại sao anh ấy lại cần mấy thứ này ạ? Chúng tôi không còn gì đắt tiền hơn đâu. Ba mẹ nhầm rồi, anh ấy là bạn trai của con yêu anh ấy rất nhiều. Cái gì? Con gái của tôi sẽ không hẹn hò với kẻ đầu gấu đâu. Vậy sao? Mẹ định cản đường đến hạnh phúc của con hả? Vậy thì con sẽ cưới anh ấy, và mẹ không thể làm được gì đâu. Thiết à, con gái, đừng làm mẹ con lo lắng chứ. Em cảm thấy không khỏe. Uống nước đi nào em. Con gái của chúng ta sắp kết hôn rồi. Thấy chưa, con làm mẹ lo lắng lắm đấy. Sao em không chuyển đến ở với anh? Ý kiến hay đấy. Và tại sao hai bác lại làm như vậy? Bây giờ con sẽ sống với chồng sắp cưới của mình, và tụi con sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng ba mẹ lo cho con lắm. Kể từ bây giờ, đây là trách nhiệm của con. Trả trang sức lại đây. Đây, trang sức của hai người nè. Bác muốn bắt tay thật mà. Hai bác sẽ nhận ra được mình đã sai lầm. Tạm biệt. Con gái của chúng ta lớn nhanh thật. Thậm chí là quá nhanh luôn. Hai con có sẵn lòng ở bên cạnh nhau, kể cả lúc vui lẫn lúc buồn không? Con bé chọn sai rồi. Vẫn còn cơ hội để con bé thay đổi quyết định của mình chứ. Lucy, con có đồng ý lấy Andrew làm chồng và yêu anh ấy cho đến khi trò chơi chia cắt hai con không? Dạ có, con đồng ý. Andrew, con có đồng ý? Dạ có ạ. Yeah! Chúng ta không nên hy vọng con bé sẽ đổi ý. Bánh cưới đây. Đẹp quá đi. Có điều em không thích đồ ngọt cho lắm. Chờ đã, anh sẽ lấy cái khác ngay đây. Xúc xích thì sao? Yêu, không. Chà, còn món bánh kem yêu thích của em thì sao? Ôi không, không phải hôm nay. Hiểu rồi, vậy còn cá khô thì sao? Vâng, đó chính là món em muốn. Phiêu, được rồi. Em yêu, bụng của em. Anh đang nói gì vậy? Em có thai rồi sao? Chúc mừng hai con. Đừng sợ. Làm ơn cho qua nào. Bà ơi, có thể cho chúng cháu mượn xe đẩy được không ạ? Em sắp sinh rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chờ chút, anh sẽ đến ngay. Bây giờ bà ngồi vào ghế nha. Nhưng bà Smith không thể đi lại nếu không có xe lăn đâu. Nhưng giờ tụi anh cần nó hơn mà. Ngồi xuống nào. Đúng là một chàng trai tốt. Ôi, mình có người ngưỡng mộ mới. Nhưng mình đã kết hôn rồi. Cháu sẽ cho bà số điện thoại chứ. Em yêu, chúng ta sẽ đến bệnh viện phụ sản nha. Ta có thể ăn cái bánh kem này được không? Anh ở đây với em nè. Em có thể đừng bóp mạnh tay anh như vậy được không? Đây, cái này sẽ giúp em thư giãn đấy. Đúng là thật nè. Phải hít thở thật sâu vào. Ô, bác sĩ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Đừng lo, cuộc vượt cạn sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Em bé sắp ra đời rồi. Cái này tôi biết rồi mà. Chúng ta có thể chọn giới tính được không? Vậy thì chúng ta chọn con trai thì sao? Em thích con gái. Nói xin chào với con gái đi nào. Eliza nhỏ bé của mẹ. Ôi, anh hơi mệt. Hai người có muốn chụp một tấm hình cùng nhau không? Tất nhiên rồi. Nói thử thách nào. Thử thách. Ôi, những kỷ niệm đẹp cứ như mới đây vậy. Con gái về hả? Mẹ đang làm gì trong phòng của con vậy? Mẹ mang kem tới cho con nè. Con không thích kem đâu. Nó không được phép ở trong này. Thôi được rồi. Con có muốn mẹ giúp con làm bài tập về nhà không? Ôi, cảm động quá. Mẹ cũng bị cấm vào phòng của con luôn. Tốt hơn là mẹ nên ra ngoài đi. Tùy con thôi. Bye bye. Được rồi Lucy, bình tĩnh nào. Thanh thiếu niên thường cư xử như vậy mà. Khởi động lại cấp độ hả? Ồ, không cần đâu. Mình yêu con gái của mình mà. Để xem nào, mình còn bao nhiêu thời gian nữa đây. Kỳ lạ thật, mình không nhìn thấy gì cả. Mắt của mình có vấn đề sao? May là còn cái kính của mẹ. Ồ, không còn nhiều thời gian nữa. Trò chơi sắp kết thúc rồi. Ôi, và bây giờ mình là một bà già. Mình đã có một cuộc đời tuyệt vời, với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Thật là vui. Andrew yêu dấu của em. Em không hối hận khi kết hôn với anh đâu. Vậy là thời gian của mình đã hết rồi. Wow. Đây là lần mua sắm tốt nhất trong đời mình. 24 tiếng đã trôi qua. Chị đã vượt qua được trò chơi. Chị thích nó không? Có, rất thích.
Chị với em còn có một đứa con gái nữa đấy. Thật sao? Chúng ta kết hôn và sinh con hả? Tên của con bé là gì? Chị nghĩ là Charlie, hoặc có thể là Mary. Không, hình như mình quên rồi. Các bạn có nhớ con gái trong trò chơi của mình tên là gì không? Hãy viết câu trả lời chính xác bên dưới phần bình luận video này nha.